Xin chào các bạn, các bạn có khỏe không? Mình là Nguyễn Đắc Đạt, mình năm nay 40 tuổi. Công việc chính của mình thì làm về bên dịch vụ nhà đất và bất động sản. Hiện mình đang làm việc tại quận 9 và quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì ngoài những cái lúc mà mình đi làm thì thứ bảy chủ nhật và những ngày nghỉ lễ thì mình thường hay tham gia tụ tập bạn bè để đi chụp hình hoặc là đạp xe hoặc là uống cà phê. Bạn đến với kênh YouTube Đạt Nguyễn TV của mình. Cái kênh của mình lập ra là mục đích là để ghi lại các cái clip trong cuộc sống hàng ngày và trong cuộc sống, trong cái mẹo vặt hoặc là những cái kiến thức phổ thông hàng ngày của mọi người, ví dụ như là về Photoshop, AutoCAD hoặc là những cái sản phẩm mới mà hộp mà mình được tận tay mình trải nghiệm, và mong các bạn ủng hộ và góp ý cho kênh của mình ngày một phát triển hơn. Xin cảm ơn.